Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn gần một tuần lễ nữa thôi thì sẽ đến ngày lễ Giáng sinh của năm nay và chắc hẳn là các gia đình cũng đang chuẩn bị để trang hoàng cho ngôi nhà của mình thêm ấm cúng và lung linh hơn. Tuy nhiên thì với những ngôi nhà hay là những nơi làm việc có không gian nhỏ thì chúng ta không thể trang trí được những cây thông hay là những đồ vật trang trí có kích thước lớn hơn được không ạ? Và trong chuyên mục phong cách ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị và các bạn một số những món đồ trang trí được làm handmade, tuy vô cùng nhỏ xinh đáng yêu nhưng vẫn mang được màu sắc và không khí của ngày lễ Giáng sinh. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng làm quen với người bạn đồng hành trong chương trình, đó là chị Thanh Hương. Xin chào chị Hương ạ. Xin chào Hoàng Tuyết, xin chào quý vị khán giả. Chị Hương này, chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ làm những món đồ trang trí gì được không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm những cây thông để bàn để trang trí bằng chất liệu giấy nhún hoặc là dây thừng có màu sắc. Vậy thì để làm được những cây thông như chị Hương vừa mới kể thì chúng ta sẽ cần có những dụng cụ và vật liệu gì ạ? Để làm những cái cây thông như mình vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ cần có giấy nhún này hoặc là các loại dây thừng nhiều màu. Ngoài ra thì chúng ta còn cần có những loại keo chuyên dụng. Để trang trí cho cây thông thêm đẹp hơn thì mình sẽ có những cái vật liệu trang trí, ví dụ như những quả bông này hoặc là đèn nháy hoặc là các cái dây kim tuyến. Vì đây là cây thông nhỏ để bàn nên là các cái chi tiết của nó rất là nhỏ, nên chúng ta có một lưu ý là mình nên khéo léo để có thể tạo hình cây thông thêm đẹp hơn. Chúng ta bắt tay vào làm thôi nào. Đối với cây thông làm từ dây thừng, chúng ta cần tạo được phôi hình chóp, có thể từ bìa trong hoặc các loại bìa mềm khác với kích thước tùy ý. Ta pha một ít nước và keo sữa vừa đủ rồi ngâm dây thừng qua dung dịch đã trộn được cho đều để dây thấm keo rồi quấn vào phôi hình chóp. Các bạn không cần quấn theo bất cứ quy luật nào, chỉ cần quấn từ trên xuống dưới, chỗ dày, chỗ mỏng tùy ý thích và cố định đoạn dây cuối cùng rồi đợi cho dây khô keo là được. Trong thời gian đợi khô keo, chúng ta cắt giấy nhún thành từng tia bé theo chiều dài hình chữ nhật và vo từng tia lại cho giống lá thông. Sau đó dùng keo sữa quấn giấy lại cố định trên thân cây nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Làm tương tự với các cành khác nhau cho đến khi đủ số lượng cành lá thông bạn cần. Cây nhỏ để bàn thì chỉ cần khoảng 10 đến 12 cành là được. Với những cây to hơn thì làm số lượng cành lá thông nhiều hơn. Sau đó, dùng băng keo màu xanh chuyên dụng, gắn các cành vào một thân cây to hơn và trang trí thêm bông tuyết hay đèn nháy tùy ý là xong. Với cây thông làm bằng dây thừng, khi ta đợi keo khô xong, ta khéo léo gỡ phần phôi hình chóp bên trong ra, trang trí thêm hạt ngọc hoặc nơ, hoa tùy sở thích cá nhân của các bạn và bày thành phẩm lên bàn trang trí thôi nào. Vâng ạ, chỉ cần một chút sự tỉ mỉ, khéo léo thì Ngọc Tuyết và chị Thanh Hương đã có thể tạo nên được những cây thông Noel rất là xinh xắn, đáng yêu như thế này. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ tự tay mình tạo nên được những cây thông Noel nhỏ xinh như thế này để trang trí cho không gian nhỏ của mình nhé. Và chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh thật là an lành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.